trong khi vẫn được neo ở vùng đỉnh vào buổi sáng. Chiều ngày 11 tháng 4, giá vàng nhẫn 4 số 9 được doanh nghiệp niêm yết cao nhất thị trường bất ngờ điều chỉnh giảm đến 1,6 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, vàng SJC chiều nay tăng trở lại. Vào khoảng 14 giờ 30 phút tại Hà Nội, công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 75,28 triệu đồng một lượng mua vào và 77,08 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán so với hôm qua. Cùng thời điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng nhẫn 4 số 9 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được công ty SJC giao dịch ở mức 74,7 triệu đồng một lượng mua vào và 76,4 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Ngược lại, giá vàng SJC chiều nay quay đầu tăng sau khi giảm vào buổi sáng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiệm vàng Mi Hồng niêm yết vàng SJC ở mức 82,6 triệu đồng một lượng mua vào và 83,9 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với sáng nay. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Doji cũng tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 82,4 triệu đồng một lượng mua vào và 84,4 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam giao dịch ở mức 2.339,13 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 2 đô la Mỹ so với sáng. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 70,8 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 13,6 triệu đồng một lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 4 số 9 từ 4,8 đến 5,6 triệu đồng một lượng.